tới công chuyện bữa nay làm con lía phơi muối ớt nha mọi người ơi. Hề lắm mọi người, chỉ biết nấu ăn đầy. Con lía bình thường tôi mua nó nhỏ lắm, mà bữa nay tôi mua được cái con nó bự quá chừng, không biết đem phơi nắng cái con này nó có chín được không nữa đây mọi người. Mọi người mua về nhớ lựa mấy cái con hỏng sống ra nha. Chú tôi lựa ra được một bao luôn nè. Giờ đem ngâm nó đi, mình đi làm muối ớt nha. Ai ăn cay không được thì cho chừng chén ớt cho tôi thôi, cho nhiều quá nó cay á mọi người. Nói thiệt chứ người tôi sao yếu ghê á, đâm có nhiêu đó muối mà tê cái tai luôn. Vẫn là âm thanh quen thuộc mà tôi thích nhất, không biết mọi người có thích âm thanh này với tôi không ta. Nhiều đầy ớt đủ cay chưa trời. Giờ tôi trút ra mâm đem đi phơi nè. Trời ơi cái mùi ớt nó thơm nồng nàn luôn á mọi người. Mọi người nhớ nè, sử dụng cái mâm inox cho nó chín nha. Và phơi chỗ nào nắng gắt nhất trong nhà là được. Tôi phơi từ 11 giờ rưỡi trưa mà tới 5 giờ chiều tôi mới chạy ra lấy. Thì mọi người nghĩ coi kết quả nó có thành công không? Không biết có thành công hay không mà sao muối ớt của tôi nó không có khô queo như của người ta. Nhưng có một điều chắc chắn là con hến của tôi nó không có bị có mùi. Và cái mùi muối ớt được không khô bởi nắng kết hợp với mùi hến nó ra cái mùi thơm đó mọi người. Trời ơi ông cố ơi, tại sao tôi mở hoài mà con hến không có tách ra làm đôi? Kiếm một cái khe hở nào để mở cũng không có luôn á. Được. Ê, mọi người ơi. Tôi cắn quá trời luôn mới ra được con vậy nè mọi người. Mỏng nước ghê hen. Cái độ chín tái của nó cũng không khác gì con sò lụa bữa hôm tôi làm đâu mọi người. Ngọt, ngon. Không có tăng một chút nào luôn mọi người. So với lại con sò lụa nó là một chín một mùi luôn á về cái độ ngọt. Nhưng mà con sò lụa nó có vị biển, còn con này thì nó có vị sông. Chật vật lắm tôi mới mở ra được có hai con thôi. Và thật sự rất là ngon luôn á. Với lại con hến nó nhỏ nhỏ cho nên ăn không có bị ớn miệng. Nhưng mà bây giờ nguyên một mâm như vậy tôi không có biết làm cách nào để mở ra luôn á.